Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là một ngày mùa xuân cuối tháng 4, nắng siêu siêu là đẹp ở Paris. Mà nếu tháng 4 của Hà Anh Tuấn là lời nói dối của em, thì tháng 4 của Paris là vẻ đẹp chân thật của sắc hoa đào. Gần như là tất cả những người dân Paris thì đều chờ đón cái thời điểm này, khi mà những bông hoa anh đào hồng nở rộ và tỏa sắc khắp bầu trời. Nét đến Paris tháng 4 sẽ không ai không biết đến nơi này, công viên Parc des Sceaux. Parc des Sceaux nằm ở ngoại ô Paris về phía nam. Mình sẽ bắt tàu B và xuống ở bến Parc des Sceaux. Nếu dừng ở bến này thì bạn sẽ đi qua được một con phố nhỏ với dọc hai bên đường là những hàng cây anh đào rất đẹp, và chỉ cách công viên vài phút đi bộ thôi. Đến với Parc des Sceaux, khung cảnh như chuyển rời từ phố xá nhộn nhịp về miền ngoại ô yên tĩnh, không khí trong lành và tươi mát. Từ Grand Canal đi về phía bên trái, đi qua một con đường ở giữa là những bãi cỏ xanh và dọc hai bên là hàng cây cao, thì chúng ta sẽ đến vườn hoa đào. Công viên có hai vườn hoa anh đào, một vườn hồng và một vườn trắng, bắt đầu nở rộ từ giữa tháng 4. Hoa đào ở đây thuộc giống của Nhật Bản nên đến với Parc des Sceaux cũng ngỡ như lạc vào khung cảnh ngập trời sắc hoa đào của đất nước mặt trời mọc. Đào ở đây chủ yếu là đào cánh kép, hoa nở thành từng chùm với cuống hoa dài, mỗi chùm có khoảng từ 2 đến 5 bông hoa nhỏ. Hoa có màu hồng hoặc phớt hồng với nhiều lớp cánh, rìa cánh có màu hồng đậm nổi bật. Ở giữa là nhụy hoa màu vàng nhạt, lá non thì sẽ có màu vàng nâu và chuyển dần sang xanh. Vào hai tuần cuối tháng 4, nơi đây sẽ đón rất nhiều người đến ngắm hoa và tổ chức các hoạt động vui chơi. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của Covid, công viên vẫn mở cửa nhưng mọi người sẽ không được tụ tập đông người. Mặc dù vậy thì các bạn cũng có thể thấy là sau mình vẫn rất là đông người. Và nếu muốn tránh tình trạng này thì bạn nên đến đây vào tầm 9 giờ sáng hoặc là sau 5 giờ chiều. Và nên tránh đi vào dịp cuối tuần vì thời điểm đó thì nơi đây sẽ là một biển người. Hoa đào là loài hoa sẽ đẹp nhất và cũng tàn phai nhanh nhất vào thời điểm chúng nở rộ. Chủ yếu hoa chỉ nở trong khoảng 2 tuần, nên khi bắt chọn được khoảnh khắc đẹp nhất của hoa, kể ra cũng là một điều may mắn. Giống như nhà thơ Xuân Diệu đã viết, xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Theo ước tính thì nơi đây có hàng trăm cây đào xen kẽ trên bãi cỏ xanh, và bạn có thể thoải mái nằm hoặc ngồi dưới những tán cây đào,
tắm mình trong ánh nắng mùa xuân với những cơn gió dịu mát, ngắm nhìn bầu trời ngập sắc hồng và xanh. Vì đây là công viên công cộng và để lưu giữ vẻ đẹp này cho nhiều người cùng thưởng thức thì mọi người không nên ngắt hoa, bẻ cành hay là rung cây. Hãy lịch sự và văn minh, phải không nào? Trước đây thì công viên từng là nơi nghỉ ngơi săn bắn của các vị vua với những bãi cỏ trải dài, một tòa lâu đài nhỏ, một con kênh lớn với những chú thiên nga trắng muốt, những cánh rừng tươi mát bao bọc xung quanh làm mình có cảm giác như là một Versailles thu nhỏ. Ngày nay thì công viên vẫn là nơi sinh sống của một số loài động vật như cáo, sóc, chim cú. Vào những ngày nắng ấm thì nơi đây là một điểm đến tuyệt vời để nghỉ ngơi bên bạn bè và gia đình. Người lớn thì có thể tìm một bãi cỏ xanh, nằm nhoài, đọc vài cuốn sách, nghe vài bản nhạc, trò chuyện hoặc đơn giản là ngủ một giấc. Còn trẻ con thì có thể chạy nhảy, chơi trượt cỏ hoặc là đạp xe đạp. Mùa xuân ở Paris còn đẹp bởi rất nhiều loại hoa đủ màu sắc như là hoa tulip, hoa cúc hay là cả những bông hoa dại bên đường. Tất cả đều làm nên một mùa xuân rực rỡ, ấm áp và tươi mới. Nếu có dịp đến Paris vào tháng 4, chắc chắn Parc des Sceaux sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua của bất kỳ ai. Nơi đây đảm bảo sẽ cho bạn những bức hình tuyệt vời và cảm giác thư giãn hòa mình vào mùa xuân. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Bye bye!